cho em hỏi một chút ạ. Doanh nghiệp mà thành lập tháng 7 năm 2022, tháng 2 năm 2023 mới nộp tờ khai lệ phí môn bài. Vậy thì doanh nghiệp sẽ bị phạt như thế nào và căn cứ vào văn bản nào? Đây cũng lại là một cái câu hỏi rất hay đấy ạ. Thế thì chúng ta biết rằng là đối với cả doanh nghiệp mà mới thành lập thì cái năm đầu tiên mà chúng ta thành lập ấy là chúng ta sẽ được miễn lệ phí môn bài theo quy định của nghị định 126 và cái thông tư nghị định 139 và thông tư 302 về lệ phí môn bài. Cho nên là năm doanh nghiệp thành lập vào tháng 7 năm 22 thì mình sẽ được miễn lệ phí môn bài của năm 22. Chúng ta sẽ chỉ phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2023 thôi. Và lệ phí môn bài của năm 23 là chúng ta biết rằng là cái đó là một loại thuế mà chúng ta nộp theo năm dương lịch. Và cái thời điểm mà chúng ta nộp cho tất cả các loại thuế mà có kỳ theo năm ấy thì là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng là người ta quy định rằng là thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài luôn luôn được quy định là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm sau năm thành lập, là vì cái câu chuyện đó, đúng không ạ? Như vậy là doanh nghiệp thành lập tháng 7 năm 22 thì chúng ta sẽ chỉ nộp tờ khai lệ phí môn bài vào ngày cuối cùng của tháng 1 của năm 2023. Nhưng mà đến tháng 2 thì chúng ta mới nộp lệ phí môn bài. Như vậy là doanh nghiệp chúng ta sẽ bị phạt về hành vi là nộp chậm nộp chậm tờ khai lệ phí môn bài. Cái này chúng ta căn cứ theo cái nghị định 139 và thông tư 302 đã được điều chỉnh bổ sung bởi thông tư 65 ấy, thì chúng ta căn cứ vào cái văn bản đó để mà xác định xem là chúng ta sẽ phải nộp như thế nào.